trái cà này hườm nè cả nhà. Ngày hai ngày nữa mình bẻ nha cả nhà. Cà bội thu, cà quá chừng nhiều trái luôn. Bữa nay đi thu hoạch đậu nha cả nhà. Cả nhà ơi, đậu nè cả nhà. Nè, để già luôn cả. Bẻ hai trái này đi. Mẹ bẻ cho con bẻ một trái ra đây nè. Cả nhà ơi, bẻ đậu cả nhà ơi, thu hoạch đậu. Cái xe bẻ được hai trái rồi nè cả nhà. Mẹ bẻ được 7 trái rồi. Đây nè cả nhà. Đó, đây nữa 4 trái. Ở bên này 1 trái nữa nè cả nhà ơi. Rồi hậu dinh này nhóc hết nè. Cái này này bẻ mà. Để hết mà. Để làm giống hả? Cái này để làm giống nè cả nhà ơi. Này để làm giống luôn. Đó à. Nhìn nó sọc sọc vậy chứ nó không có gì hết á. Tại cái loại này nó sọc vậy đó cả nhà. Nó đen đen ha. Đậu này tên gì Tracy còn không biết luôn á cả nhà. Rồi bên này nè cả nhà. Hai trái này bẻ nha mẹ. Đây nè, hai trái này nè. Hai trái này bẻ đi. Bẻ hả? Xin lẻ bẻ đi. Nè bẻ không mẹ? Bẻ ha. Nhưng mẹ bẻ cho vui. Nè, bên này bẻ. Ồ, cái đó già rồi, để làm giống luôn. Tracy thích hợp bẻ lá hơn bẻ trái cả nhà. Nè, trái này non hả mẹ? Non quá hồi để đi mẹ. Cả nhà nãy giờ mẹ với Tracy hái nhiêu đây nè. Mình đi vòng qua phía bên này nha mọi người. Này cũng có nữa nè. Này mẹ trái này mẹ. Trái này nữa mẹ. Ít con gì. Bận nó đứt. Ở đây trái luôn mẹ. Dễ bẻ. Dễ sức. Ê, ở trong này có 3 trái mẹ. Ôi, đây có 2 trái nữa nè. Nhiều quá ha. Rụng à. Ý, cái trái này được rồi nè. Há luôn. Ý, bấm cái đã quá mọi người ơi. Bấm nó nghe cái tắt. Ở trong này còn non hả ta. Ôi, trái này được rồi nè. Trái này được rồi nè cả nhà. Đó. Trái đó non chừa lại đi. Trái trong này. Ôi, trái trong này dạ rồi nè. Mà thật ra mấy cái đậu này mình thấy dạ chứ nó mềm lắm cả nhà, nó mềm hơn đậu que nữa. Nè mẹ, nó còn non tới nãy gãy luôn nè cả nhà. Nó còn non tới nãy Tracy chặn cái nó gãy luôn. Nè cả nhà, cái nè, cả nhà nhìn nè cả nhà. Bẻ luôn. Mấy cái trái này nó không có thòng xuống cái vàng nên nó căng. Thôi. Nhìn cái trái to vậy chứ nó còn non lắm á nha cả nhà. Cái này là tại vì cái loại nó có bông vậy thôi chứ không phải là bị ném bị già đâu nha cả nhà. Mẹ có nghiên cứu coi sao mà cái lá này dày không? Không, có một dây bị đó à. Có một dây bị lá cuốn vậy đó. Mọi người nhìn này mọi người, khi mà cái lá già đó là tự động nó hay bị sâu á.
tự động nó hay bị sâu lắm, nên mình không nên để cái lá già. Lá già mình lật bỏ đi. Mọi người thấy cái lá màu xanh đậm không? Nè mọi người, lá màu xanh đậm nè. Còn cái lá non nó màu xanh lợt nè mọi người. Để Tracy coi nha. Nè. Đây là do Tracy không có lật lá bỏ đó. Nó đắng vừa cả nhà. Nghe rau cần nước. Rau xà lách xo. Này là rau răm. Ở đây có cây cà chua, Tracy thích cà chua lắm cả nhà. Cà chua này nó mọc với cả nhà. Nó mọc mấy hôm nay mấy cây rồi đó. Bây giờ Tracy tưới đậu nha cả nhà. Tracy tưới đậu. Khi thu hoạch và tưới cho nó miếng nước. Quá cả nhà ơi. Chưa nắng mùa hè mà được đứng tạt nước thì thiệt là đã luôn á. Mà bây giờ tối rồi. Tối nhưng mà vẫn nóng. Mẹ cái chỗ này trống, mình không trồng gì mẹ ha. Nè nè, còn chỗ đất trống. Vậy hả? Ừ. Cũng được. Cả nhà ơi, bữa nay là một buổi chiều hiếm hoi Tracy tưới rẫy nha cả nhà. Cả nhà đừng có cho điểm cho Tracy nha. Chị hiếm thấy đó. Đừng có cho điểm mà đi làm đó nha. Hết cái kìa kìa. Đã có hết rồi, hết rồi. Hất lên trên này một chút cho nó mát nha mẹ. Hả khỏi. Thôi mắt cong bị sâu rầy lắm. Ở bên này cũng có đậu nữa nè cả nhà. Trái cà nữa cả nhà ơi. Ý, trái cà này hồi sáng tính hái mà thấy chưa có chín lắm. Chiều ra mà nó đỏ ửng ửng luôn rồi. Giờ mình hái nha cả nhà. Hồi sáng ra thăm nó rồi nè. Nó chưa có chín lắm, chiều bây giờ hái luôn. Hái luôn nha cả nhà. Tên 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 tên. Nè cả nhà. Nó nằm trong cái lòng bàn tay của Tracy nè. To cả nhà ha. To quá là to luôn. Trái nhóc luôn nè cả nhà. Cắt cà nâu luôn cả nhà ơi. Yay, ba trái cà. Cà này trồng trong rạp cho nên không được nhiều trái nha cả nhà. Ba trái cà nâu. Một trái cà chua. Một rổ đậu. Ở bên đây cũng là một dạng đậu nè cả nhà. Tracy luôn. Thank you.
đùng nè, tốt với xạ chưa, nó có cái hoa thấy cưng cả nhà ha. Mấy cái lá này nó thấp quá nó dễ bị sâu rầy lắm cả nhà. Đây là bụi xạ. Tốt quá. Này trái sung nè cả nhà. Cái sung Mỹ. Tracy cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của Tracy nha. Tracy chúc mọi người, cô dì, chú bác, anh chị em được nhiều sức khỏe. Đón xem video kế tiếp của Tracy, ủng hộ Tracy nha mọi người. Tạm biệt mọi người.